chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thời sự bình luận của Việt TV Network và bài hôm nay là bài Cuộc chiến có cân sức do Thái Hóa Lộc biên soạn và Phạm Cơ trình bày. Ngày 5 tháng 8, Phó Tổng thống Kamala Harris đã chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ sau khi kết thúc vòng bỏ phiếu trực tuyến trong 5 ngày liên tiếp của Đảng và ngày 6 tháng 8 đã chọn được Thống đốc của tiểu bang Minnesota, ông Tim Walz, là người sẽ đồng hành trong cuộc đua vào Tòa Bạch Cung năm nay. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang bước vào giai đoạn sôi nổi đầy kịch tính từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Với những cuộc bầu cử Tổng thống đã qua, nền chính trị trong nước Mỹ ngày càng thay đổi và càng khác biệt so với truyền thống cũ. Đằng sau điều này là những diễn biến thay đổi phức tạp mà Mỹ là một quốc gia tư bản đứng đầu thế giới tự do đang trải qua những biến đổi về cơ cấu xã hội ghê gớm. Khi hiểu rõ những thay đổi trong cơ cấu xã hội, lập trường chính trị căn bản của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ hiện nay ở Mỹ, chúng ta mới có thể có được những hiểu biết sâu sắc hơn về nội tình của nền chính trị Mỹ, cũng như hiểu được sự lên xuống và chiến lược công và thủ của cả hai đảng này, Dân chủ và Cộng hòa. Đối với những người Việt tị nạn, đặc biệt là những người thế hệ đi trước với phong tục và truyền thống ngày xưa, không thể chấp nhận được một vị nguyên thủ như bà Kamala Harris. Bởi vì, theo họ, đàn bà chưa nói đã cười, lương duyên vất vả cuộc đời trúng chuyên. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, cơ cấu xã hội, các nhóm xã hội và bản sắc chính trị của con người ở các nước phát triển như Hoa Kỳ đã nảy sinh những biến đổi mang tính lịch sử và tư cách con người cũng đổi khác nhiều. Trong đó, lập trường chính trị của cử tri Mỹ, ngay cả những người Mỹ gốc Việt đã không còn đơn thuần dựa trên đạo đức kinh tế mà chắc chắn đã chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như là sắc tộc, như là tôn giáo, giới tính và cả tuổi tác nữa. Sắc tộc là một yếu tố có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong số này. Điều này phản ánh tính đa nguyên và phức tạp được cấu thành bởi bản sắc chính trị của các nhóm chính trị trong xã hội hiện đại. Sự thay đổi này đòi hỏi chúng ta phải có sức hiểu biết sâu sắc hơn về nội tại của nền chính trị Mỹ nhằm đáp ứng những xu thế mới trong bầu cử. Dựa vào những yếu tố trên, bà Kamala Harris không phải là một người đàn bà tầm thường để ông Trump khinh địch. Bà đã kịp thời thay đổi dưới vỏ bọc khác khi mà Tổng thống Biden đã dừng cuộc đua và tấn phong cho bà tiếp tục so tài với cựu Tổng thống Donald Trump. Bà đã khai triển chiến dịch thu hút sự ủng hộ từ những cử tri Cộng hòa không ưa ông Trump nhằm giành thêm lợi thế trong cuộc đua. Bà nói rằng, tôi đã nhận ra nỗi thèm khát quyền lực, mong muốn trả thù và trừng phạt của Donald Trump là động lực thực sự để ông ấy tranh cử. Đó là lý do mà tôi không thể khoanh tay đứng nhìn khi ông Trump đang cố gắng hủy hoại đất nước của chúng ta. Cựu dân biểu Denver Rickman cho biết trong tuyên bố đã được chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris công bố ngày 4 tháng 8. Điều đặc biệt là những lời nói công kích ông Trump quyết liệt như vậy không phải đến từ một người thuộc phe Dân Chủ. Rickman là một người đảng viên của Đảng Cộng Hòa, từng hai lần được ông Trump ủng hộ trong các cuộc tranh cử vào Hạ viện. Thông điệp chỉ trích ông Trump của Rickman là một trong những phần sáng kiến của bà Kamala Harris có tên là Người Cộng Hòa ủng hộ Harris nhằm vào các thành phần Cộng Hòa bất mãn với cựu Tổng thống Donald Trump. Sáng kiến được chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris triển khai từ ngày 4 tháng 8 nhằm thu hút sự ủng hộ từ những người ghét Trump ở bên trong của Đảng Cộng Hòa. Đây là chiến dịch nằm trong chiến dịch theo đội ngũ của bà Kamala Harris. Sáng kiến đã thu hút được hơn 25 thành viên, gồm nhiều cựu dân biểu và một số các tên nổi bật trong Đảng Cộng Hòa như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Chuck Hagel, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Ray LaHood. Những người này sẽ xuất hiện trong các cuộc vận động của Phó Tổng thống Harris trong tuần này tại các bang chiến trường như là Arizona, Bắc Carolina và Pennsylvania. Bà Harris muốn dựa vào những người có tiếng nói trong Đảng Cộng Hòa để chĩa mũi dùi vào ông Trump, một người Cộng Hòa, đặc biệt là có nhóm cử tri
từng ủng hộ bà Nikki Haley trong vòng bầu cử sơ bộ trước đây. Bà Nikki Haley dừng tranh cử tổng thống hồi tháng 3, nhưng vẫn có hàng trăm nghìn cử tri Cộng hòa bỏ phiếu cho bà tại những cuộc bầu cử sơ bộ sau đó. Hãng tin AP nhận định rằng chiến dịch Harris đang tìm cách thiết lập một cơ chế thông suốt dành cho những cử tri Cộng hòa muốn bỏ phiếu cho bà Harris, nhưng e ngại bị quy kết là phản bội đảng. Yếu tố cốt lõi của nỗ lực này là tạo cơ hội để các cử tri Cộng hòa có chung quan điểm được tương tác với nhau. Chúng tôi muốn người Cộng hòa nói chuyện với người Cộng hòa. Theo ông Austin Weatherford, giám đốc phụ trách nỗ lực tiếp cận đảng Cộng hòa của bà Harris, cách tốt nhất để một cử tri Cộng hòa bỏ phiếu cho bà Harris là nghe lời khuyên từ một cử tri Cộng hòa cũng cùng một lựa chọn. Weatherford từng là chánh văn phòng của cựu dân biểu Cộng hòa bang Illinois, ông Adam Kinzinger. Ông Kinzinger ủng hộ liên danh Biden-Harris từ trước khi Tổng thống Joe Biden rời cuộc đua, và sau đó ông chuyển sang ủng hộ bà Harris. Nhưng sự diễn biến này chắc chắn là cựu Tổng thống Trump và ban vận động tranh cử của ông ta đang nghiên cứu. Từ đối thủ chính là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden chuyển sang một đối tượng khác là bà Phó Tổng thống Kamala Harris đã không ít nhiều bỡ ngỡ vì thiếu chuẩn bị. Đó cũng là lý do có thể sẽ không có một cuộc tranh luận chính thức giữa hai ứng cử viên Tổng thống cho cuộc bầu cử năm 2024. Sự thỏa thuận tranh luận trước đây giữa ông Joe Biden và cựu Tổng thống Trump coi như hủy bỏ sau khi ông Joe Biden bỏ cuộc chơi. Để có một cuộc tranh luận giữa ứng cử viên thay thế ông Biden là bà Harris thì đây hoàn toàn khác hẳn. Và đêm 2 tháng 8, ông Trump bất ngờ tuyên bố sẽ không dự cuộc tranh luận tổng thống mà dự tính được tổ chức vào ngày 10 tháng 9 do ABC News tổ chức. Thông báo này nhanh chóng khơi mào cuộc khốc chiến về việc tổ chức tranh luận giữa ông và bà Harris. Thực tế từ tháng 5, ông Trump từng chốt kế hoạch tranh cử trên ABC News với Tổng thống Joe Biden trước khi ông Biden rút lui khỏi chiến dịch năm nay để nhường đại diện cho Phó Tổng thống Harris. Trong bài đăng trên mạng, ông Trump khẳng định sẽ chỉ tranh luận với bà Harris nếu ứng cử viên đảng Dân Chủ chấp thuận điều kiện ông đưa ra gặp nhau vào ngày 4 tháng 9 do đài Fox News tổ chức tại một cái khán phòng đông đủ khán giả. Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định rằng đây là sự lựa chọn duy nhất trong bài đăng rạng sáng ngày 3 tháng 8. Tôi sẽ gặp bà ta vào ngày 4 tháng 9 hoặc tôi sẽ không bao giờ gặp bà ấy. Phản hồi tuyên bố của ông Trump, bà Harris lập tức công kích việc ông Trump từng nói sẵn sàng tranh luận mọi lúc mọi nơi, nay lại biến thành một thời điểm cụ thể, một thời điểm an toàn cụ thể vân vân, một địa điểm tốt. Bà Harris cũng nói rằng sẽ có mặt tại trường quay ABC News đúng ngày 10 tháng 9 như đã từng theo một giao ước cũ giữa ông Trump và tổng thống Biden. Trong thông báo ngày 2 tháng 8, ông Trump giải thích rằng quyết định đổi kế hoạch do thân thuộc tranh luận trước đây được lập ra giữa ông và ông Biden thì ông Trump ám chỉ chỉ vì ông Biden đã rút lui, thỏa thuận ấy cũng không còn hiệu lực, cho nên ông có thể đổi nơi tranh luận. Bên cạnh đó, đài ABC News đang có mâu thuẫn pháp lý với là ông Trump hồi tháng 3. Ông đâm đơn kiện đài này và nhà báo Stephanopoulos với cái cáo buộc là phỉ báng. Theo ông Trump, vì vụ kiện đang chờ xử và việc ông tham gia buổi tranh luận do ABC News tổ chức sẽ dẫn tới tình huống xung đột lợi ích cho vụ kiện nói trên. Nếu có tranh luận, chắc chắn phải là kinh tế, vì niềm khát khao thực tế của người dân Hoa Kỳ là kinh tế. Cựu Tổng thống Donald Trump hứa hẹn sẽ đẩy mạnh những chính sách kinh tế tương tự nhiệm kỳ trước, trong khi đối thủ Kamala Harris cho rằng sự tiếp nối chương trình nghị sự kinh tế của ông Joe Biden sẽ được tiếp tục. Ông Trump đã để lại nhiều dấu ấn về kinh tế trong nhiệm kỳ đầu tiên như các khoản cắt giảm thuế khổng lồ, sự bãi bỏ quy định đối với ngành công nghiệp và chiến tranh thương mại đối với các đối thủ kinh tế, đặc biệt là Trung Cộng. Lời tuyên bố của ông nói rõ như vậy. Ở chiều ngược lại, trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, lạm phát xấu vẫn là vấn đề kinh tế tồi tệ nhất. Nhưng lạm phát dai dẳng và tác động cách ly của việc giá cả tăng cao đã khiến sự ủng hộ dành cho ông Biden
yếu đi và ảnh hưởng đến bà Harris. Rồi cuộc bầu cử năm 2024 lần này, chắc chắn cả hai bên, ông Trump và bà Harris sẽ đều phải tập trung vào các tiểu bang được gọi là tranh chấp để có thể giành được 270 phiếu đại cử tri cần thiết thắng cử. Đây là một cuộc đua mới chỉ bắt đầu, nhưng rõ ràng đã bước ngay vào giai đoạn rất quyết liệt giữa hai bên. Vì vậy, thời gian tới, với không đầy 90 ngày còn lại, chắc chắn sẽ vẫn có nhiều kịch tính và đáng theo dõi. Với tình hình tranh cử sát sao như hiện nay và trong bối cảnh nước Mỹ ngày càng phân hóa về chính trị, thì cuộc đua sắp tới sẽ càng quyết liệt và vẫn tập trung ở một số tiểu bang chiến trường. Hiện các cánh cửa dẫn tới tòa Bạch Ốc vẫn đang để ngỏ đối với cả hai phía, phía ông Trump và phía bà Harris. Điều có ý quyết định hiện nay là ai sẽ giành được phần ưu thế hơn ở các tiểu bang chiến trường để được lòng tin của cử tri do dự và trung lập ở các khu vực này. Đó là bài bình luận của ông Thái Hoa Lộc và do Phạm Cơ trình bày ngày hôm nay, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.